Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 27 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Thì chủ đề của bài 27 này là 世界第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên. 世界 là thế giới, 第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên. 第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên, tức là cái nhà hàng gấu Bắc Cực đầu tiên ở trên thế giới. 世界第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên. Bầy chỉ sủng Triều Tiên là nhà hàng gấu Bắc Cực, thì đây là một cái cách gọi của những thực khách đối với cái nhà hàng đó. Thì bây giờ cái nội dung như thế nào, đầu tiên mời mọi người nghe mình đọc trước một lần nhé. 3月18日, 世界上第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên, 在中国哈尔滨开业. 这家酒店有21个房间, 住一晚要2000元. 人们住在这里吃饭睡觉的时候都能看到北极熊. 很多人觉得这个酒店非常有意思. 但是也有很多人说让北极熊住在酒店对北极熊很不好. 所以他们不喜欢这家酒店. Mọi người vừa rồi có nghe được nhiều không ạ? Bây giờ thầy sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết của bài cho mọi người nghe nhé. 3月18日 là ngày 18 tháng 3. 3月18日. Từ rư dùng trong văn viết nhiều hơn, còn từ hao thì dùng trong văn nói nhiều hơn. Nếu nói thì mình sẽ nói là 3月18号. 3月18号. Rồi 世界上 là trên thế giới. 第一家北极熊酒店, gia đây là lượng từ. 第一家, Bầy chỉ sủng Triều Tiên là nhà hàng gấu Bắc Cực đầu tiên trên thế giới. Gia đây là lượng từ. Dùng một cái nhà hàng là 第一家 Triều Tiên. 第一家 Triều Tiên là cái nhà hàng đầu tiên. 在中国哈尔滨开业, khai业 đây là khai nghiệp, có nghĩa là khai trương. 在中国哈尔滨开业 là khai trương ở vùng Cáp Nhĩ Tân hay là thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Nguyên đoạn sẽ là ngày 18 tháng 3, nhà hàng gấu Bắc Cực đầu tiên trên thế giới khai trương tại thành phố Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. 这家酒店有21个房间. Cái nhà hàng này có 21 phòng. 住一晚要2000元, sống một đêm hoặc là ở một đêm. 要2000元 là phải mất đến 2000 đồng. 2000 đồng thì 1000 đó là cỡ 3 triệu, 2000 cỡ 6 triệu hơn. Rỉnh mến trụ trai trơ lì, những người mà sống ở đây thì chư phan suy treo tờ sử hô, khi ăn cơm, khi ngủ, tô nữ khanh to bị chỉ sủng, đều có thể nhìn thấy gấu Bắc Cực. Thì cái này không biết là nó vui mắt, nó thú vị hay là nó sợ. Khi mình nhắm mắt, mở mắt ra nhìn thấy con gấu thì chắc có lẽ cũng đáng sợ. Hành tố rỉnh trẻ tờ trơ cơ chiều tiên phê sẵn dù y sư. Hành tố rỉnh trẻ tờ, có nhiều người cảm thấy trơ cơ chiều tiên hay là trơ giá chiều tiên, cái nhà hàng này hoặc là cái khách sạn này phê sẵn dù y sư rất là dù y sư là thú vị. Tan sư dễ dù hành tố rỉnh sốt, nhưng cũng có rất nhiều người nói rang bầy chỉ sủng tru trai chịu tiên. Cũng có nhiều người nói là để cho mấy con gấu Bắc Cực mà sống ở trong nhà hàng tuy bầy chỉ sủng hình của họ, như vậy là rất không tốt, tức là rất không ổn đối với những cái con gấu Bắc Cực này. Sở dĩ tha mình bu xì khoan trai gia Triều Tiên, cho nên họ không thích cái nhà hàng này. Bây giờ mình giải thích là cái từ Triều Tiên có khi nó vừa là nhà hàng vừa là khách sạn luôn. Có thể có khi là nhà hàng không cũng không chừng, và có khi vừa nhà hàng vừa khách sạn luôn, nó cũng gọi là Triều Tiên được. Và đến đây mời mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa. 3月18日, 世界上第一家 Bầy chỉ sủng Triều Tiên, 在中国哈尔滨开业. 这家酒店有21个房间, 住一晚要2000元. 人们住在这里吃饭睡觉的时候,
都能看到北极熊。很多人觉得这个酒店非常有意思，但是也有很多人说让北极熊住在酒店对北极熊很不好，所以他们不喜欢这家酒店。Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 27 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Nhớ đăng ký để nhận được những thông tin mới nhất và cho thầy một like để thầy post các cái video clip lên, nó sẽ nhanh hơn, nó không có bị kiểm duyệt lâu. Xin chào mọi người.